Một mẫu bếp ga cực kỳ hiếm các bác nhé. Hàng nhà em về cả 100 con thì duy nhất chỉ có một con có cái chắn gió đặc biệt như thế này các bác ạ. Đây, lửa của nó thì sẽ ở phía dưới nhá, không phải ở phía trên, thì nó sẽ chắn gió tốt này. Cái con này thì cũng có nhiều cái tính năng hỗ trợ, ví dụ như là các chế độ cài đặt nhiệt trên rán này, tự động nấu nước 3 phút 10 phút này, tự động nấu cơm nấu cháo này, đồng hồ hẹn giờ lò nướng này, lò nướng 2 tầng lửa này, mặt kính này, mặt kính Scott Seran, mặt kính chuẩn của Ý các bác nhé. Đây, đây là những ưu điểm của cái con bếp mà hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bác. Con bếp này thì có thương hiệu là Zinai, mã số N5000 này. Em xin lỗi là N500 nhé, N500 VGT này là mã của con này các bác nhé. Mặt kính con này thì sẽ là màu ghi sáng này, màu ghi tối. Con này thì màu ghi tối, hình thức của nó thì cũng rất là đẹp. Mặt kính giả đá này, mặt kính giả đá nhé, mặt kính chuẩn của Ý các bác ạ. Đây, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn các bác ạ. Em đi quay chi tiết cái sản phẩm này đến các bác luôn này. Đây, đây là thành vách bên trái này, mặt trước của sản phẩm này. Đây, hông bên phải này. Đấy, chào mừng quý anh chị đang xem kênh Shop Hiếu Nhật Bãi. Các anh chị xem bếp, thấy bếp đẹp thì ủng hộ em một đăng ký kênh, một lượt thích ạ. Cái con bếp này thì bên em đang bán giá cực kỳ ưu đãi trong cái mùa Tết đến xuân về này các bác nhé. Mình mà ưng cái kiểu dáng như thế này thì có thể xem em test bếp. Thì con bếp này em giống như một con bếp cơ bản của Nhật, thì sẽ sở hữu những tính năng. Đấy là nước trào tắt lửa khóa ga, cạn nồi tắt lửa khóa ga, và gió lùa tắt lửa thì cũng sẽ khóa ga. Nhưng mà cái con này thì không lo gió lùa rồi. Bếp thì hoạt động bằng cái đánh lửa bằng cái IC nguồn, nên là sẽ cần một đôi pin đại để làm nguồn đánh lửa các bác nhé. Đôi pin đại này thì mình mua ở cửa hàng tạp hóa này, cửa hàng điện dân dụng sẽ có từ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin nhé. Phím đề là cái phím để bật công tắc của bếp này. Đây các bác thấy không ạ? Em bật ga nhé, bật ga lên chút. Con bếp này thì sử dụng bình ga Việt Nam này, không phải là bình ga Nhật đâu ạ, bình ga Việt Nam thông thường nhé. Đây, lửa lên bên trong các bác nhé, lửa lên ở bên trong này, lửa lên ở bên trong nhé. Mình không lo bị gió thổi tắt bếp này, bên này cũng thế nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Lửa lên rất là đẹp này. Hôm nay thì thời tiết ở Thanh Hóa có mưa nên là độ ẩm cao, sẽ có ánh đỏ một chút các bác nhé. Nhưng mà lửa này thì sẽ không ảnh hưởng đến nồi đâu ạ, cực kỳ thích, lửa rất là xanh, giữa tròn này các bác này, như giọt nước luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Các bác không sợ nó bị đen nồi đâu các bác nhá, do thời tiết thôi ạ. Thì bếp bên trái thì mình nấu bình thường các bác nhá, mình điều chỉnh cần gạt nước, mình điều chỉnh cần ở đây ạ. Còn bếp bên phải thì mình sẽ có các cái chức năng kèm theo, ví dụ như là nhiệt độ trên rán này, trong ngưỡng từ 160 đến 200 độ này, tự động nấu cơm, nấu cháo, nấu nước này, chế độ tự động nấu 3 phút 10 phút này, và chế độ hẹn giờ của bếp nướng nhá. Thì đây là bếp nướng các bác này. Đây là cái lò nướng của nó này. Đây, đây là chiếc lò nướng, cái này nó là mạ nha bác nhá, mạ đồng chứ không phải là nó bị gì đâu các bác nhá, mạ đồng nhá. Đây, phía dưới của nó đây nhá. Đây. Khay nướng thì mình có thể rút ra tháo vào vệ sinh dễ dàng này. Bên trong của nó đây các bác nhá. Khoang nướng bên trong thì 2 tầng lửa này, không cần phải lật thực phẩm đâu ạ. Khoang nướng 2 tầng lửa tiện lợi nhá, nhiệt đều các bác nhá. Đấy, lửa 2 tầng lửa này. Mình có thể nướng cá, nướng thịt, nướng mực, nướng tôm, nướng cua đều được các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi. Có thể hẹn giờ đồng hồ lò nướng này. Đây, 15 phút nhé. Tối đa là 15 phút này. Tối thiểu là 1 phút nhé. Đây là chức năng của lò nướng các bác nhé. Đấy, bếp thì hoạt động rất là ổn định. Bên em về thì đã bắn lưới chống chuột cẩn thận rồi các bác này. Đây là cái phần thoát hơi của lò nướng các bác nhé. Đấy. Đấy, đối với tính năng gió thổi thì sẽ 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga các bác nhé. Đó. Con này thì có kích thước chiều rộng là 60 này, chiều dài bếp này là 40 các bác nhé. Chiều cao của bếp sẽ là 20 phân nữa, vì thêm một cái chiếc lò nướng ở phía dưới mà. Mình đây là báo này.
Đấy, đã khóa ga này, cực kỳ an toàn nhá, cực kỳ tiện lợi nhá. Dùng những con bếp Nhật như thế này thì không lo cháy nồi này, không lo dò dỉ ra bên ngoài này, không lo cháy nổ nữa. Đấy, trong dịp mà tiếp đến xuân về thì bên em giảm giá con này là 2.800.000 các bác nhá. Bác nào mà ưng thì có thể gọi cho em theo số điện thoại 0982 035 091. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.